Em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị nha. Hôm nay Trường Anh báo giá tổng bại những mẫu xe giá rẻ kịch sàn bên Trường Anh Ô Tô nè. Anh em hỗ trợ góp các kiểu tính năng cho anh em luôn. Trước tiên chúng ta quay về một mẫu Avail thương hiệu đến từ Mỹ 2017 cô chú anh chị ạ. Số tự động nha. Em này gốc Sài Gòn, một đời chính chủ luôn. Chuẩn gốc gia đình, sơn xi đẹp. Năm quả mâm đúc nguyên bản của dòng Avail. Mẫu này anh em lấy về anh em chạy gia đình, kể cả anh em có chạy rap cũng ok, đời cao mà. Biểu tượng của Chevrolet rồi. Máy em này chỉ có 1.5 thôi, tiết kiệm cho anh em. Đi đâu đó rơi vào lanh quanh 7 lít cho anh em trên 100 km. Sơn xi chuẩn chu anh em nhé. Hệ thống cản đuôi ké tích hợp, kết hợp đèn thắng đầy đủ các tính năng rồi. Đồ đẹp mấy mẫu này thì dễ thay dễ sửa cực kỳ luôn. Sơn đẹp không anh em? Anh em trải nghiệm vô phần nội thất nè. Nội thất ở trong quá là ok. Màn hình đầy đủ tính năng rồi. Trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài. Phong dáng em Avail. Mẫu này là giá 240, anh em mua cho anh bớt cho 10 triệu còn 230. Số tự động nha anh em. Đây là mẫu chuẩn gốc gia đình luôn nha. Mẫu này đừng hỏi cho anh có dịch vụ gì hay không. Xe gia đình đang sử dụng, một đời chính chủ nha anh em. Keo chỉ rin liền lạc, không cấn không lỗi, máy rin số rin anh em ạ. Giá hợp lý không? 230 triệu cho anh em mẫu này. Quá là tuyệt vời với cái chất xe Avail luôn. 4 vỏ quả vỏ mới tinh, đăng kiểm mới cho anh em. Anh em lấy mẫu đi về chạy thôi. Form dáng của em Avail là mặt cái lăng trước là form mới anh chị nha. 51F85259. Kết thúc mẫu Avail thương hiệu đến từ Mỹ. Bắt gặp thêm một mẫu dây nè. Dây đây anh chị, 115 là bớt 10 cho anh chị. Còn 105. Em này đời 2002 nha. Có mẫu xe ít tiền cho anh em. Gầm cao máy thoáng được, cái máy số chất lắm anh em. 4 vỏ mới tinh, nước sơn rin còn. Đồ chơi chủ nhà luôn, phun kính đồ chơi rồi. Anh chị nè, không chê em nó đời thấp, lấy mẫu này về che nắng che mưa. Màn hình Android, cam hành trình, ghế chủ nhà bọc mới tinh, bọc hệ thống ghế 5D sạch sẽ, tapi nguyên bản của đời 2002 nè. Mẫu này đăng kiểm 6 tháng anh em nha. 105 triệu. Quá hợp lý. Quá hợp lý cho anh em. Đẹp chưa? Đây là nguyên bản của dòng dây GL. GL nguyên bản không một ngày giờ độ chế nha. Xe sạch lắm. Nè, 4 cái vỏ mới tinh, chủ nhà lên mâm là gầm bọc không có dấu hiệu là mục mọt ở dưới phần gầm nha anh em. Đỏ bằng chính. Anh em nào quan tâm màu đỏ bằng chính thì alo cho Trường Anh Ô Tô. Máy có 1.8 thôi anh em. 1.8 thì mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này cực kỳ lợi ích cho anh em. Rời đâu đó lanh quanh nằm cho anh em tầm 8 đến 9 lít quay đầu trên 100 km. 60 Đồng Nai 74397. Hồ sơ ký rút được cho anh em nha. Cỏ nhưng mà phải ký rút được hồ sơ. Xe đẹp nha. Em này máy số tuyệt đối là chất rồi anh em ạ. Số chưa bao giờ làm, đời 202. Kết thúc mẫu dây bản GL, bắt gặp thêm mẫu Fortuner nè. Fortuner đời 2010, một mẫu xe SUV phải gọi là hàng triệu con tim đang mơ ước đối với dòng xế hộp. Đẹp không anh em? 4 vỏ mới tinh, đời 2010, SUV 2.5, ga điện turbo. Mẫu này chạy đâu đó rơi lanh quanh nằm cho anh em nằm tầm 7 lít nha. 7 lít trên 100 km máy dầu thôi. 49E11891. Đó, phong dáng Fortuner nè. Em này cái chất xe đẹp lắm, chạy mới có 130 mấy nghìn à. Máy móc cam kết anh em chưa làm. Chưa làm, chủ nhà thích hợp lên xi nhan trên gương chiếu hậu. Đây anh em, nội thất đồ chơi full kính rồi. Anh em thấy mẫu Fortuner đời 2010, anh chị coi đi, 13 năm mà giữ được cái bộ ghế, ghế da theo xe mới tinh như thế này. Chủ nhà đi cũng kỹ. Nè, hai túi khí không có dấu hiệu là bung nổ nè. Và đây là vô lăng rin nguyên bản của dòng Fortuner nè. Em này đi độ bền cao, tuổi thọ tốt. Cái thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu. Cái thứ ba, đồ đạc dễ thay dễ sửa. Từ phần sóng gân cửa đẹp như thế này, không có dấu hiệu lỗi lầm đâu nha anh em. Riêng mẫu này chừng anh bao. Máy số gầm, keo chỉ rin hết, không cứng không lỗi, không ngập nước. Bao tất cả cho anh em luôn. Được chưa? Sạch sẽ cho anh em. Đây là băng ghế ngồi phía sau nè. Anh em coi này. Hầu như đời 2010 không có người ngồi luôn. Sáng tài. Nói chung chủ nhà người ta đi có 4-5 người à. Đẹp nha anh em. Đó là mẫu Fortuner mới dầu.
49 của em 11891, cảm biến dê phía sau đầy đủ rồi. Anh em nào quan tâm mẫu Fortuner này thì alo cho Trần Anh ô tô. Giá Trần Anh bán là 430 triệu, bớt cho anh em 10 triệu, còn 420 triệu anh em thiện chí lên mua, Trần Anh sẽ bao rút hồ sơ và bớt nữa. Đó, dẫn đồng toàn bộ hệ thống cầu sau Fortuner SUV. Kết thúc mẫu Fortuner, chúng ta bắt gặp thêm một mẫu xe hàng nữa, xe hàng phân khúc mới nhất rồi anh em, Kia Soruto 2022, form mới nha, bản luxury, kết hợp nút đề startup nè, một đời chính chủ nè, ghế mới nè, Oppo Body Kit nè, nguyên bản nguyên rim, không một ngày giờ độ chế, hệ thống cảm biến dê đầy đủ tính năng rồi. Giá đang bán hiện tại là 401, anh em mua Trần Anh sẽ xả hết cỡ cho anh em. 390 triệu rẻ không? 390 triệu mẫu Ford, mẫu Kia này. 4 đách vỏ theo xe mới tinh, sở hữu toàn bộ bộ mâm la giăng R14. Một đời chính chủ chạy mới có 21.000 km thôi. Bảo dưỡng của hãng còn nguyên bản đến 100.000 km. Bao bà con cô bác chép test toàn thế giới luôn. Chép từ Ả Rập Xê Út nè, qua Australia nè, về New York nè, về tới Việt Nam chép hết. Tất cả các kiểu con là điệu. Được chưa anh em? Sơn rin phủ 100%. Đẹp không? Màu đỏ nha. Bản này là bản AT nha anh em. Đây anh em nè. Anh em nhìn hệ thống kính của em nó nè. Kính của em nó hầu như là không có một tí gọi là chày xước luôn. Nè, đời 22 mà phải cỡ này nè. Phải đẹp như thế này. Nội thất nè anh chị nè. Vô lăng form mới nè, anh chị thấy logo kia không? Hệ thống cân bằng điện tử nè, gương cụp mở nè, gương chỉnh điện, chỉnh đèn sáng tối nè. Số tự động là hai cấp chế độ chạy nè, ghế da hai màu nè, nguyên bản nhá, không độ chế nhá, đó là bản luxury. Bản này sẽ cao hơn bản Deluxe. Và cái thứ hai, em nói là đời 2022 thì em nói là form mới hết toàn bộ rồi. Đây cô chú anh chị, logo của kia là form mới nè, đó bà con thấy chưa? Ở Trần Anh là báo giá rồi, 390 triệu sở hữu ngay mẫu xe Soluto rồi. Quá đẹp luôn. Xe này phải gọi là như xe đập hộp. Như xe đập hộp. Chủ ngay trung tâm thành phố Bảo Lộc, mua chính hãng tại hãng Kia Bảo Lộc luôn. Anh chị thích chết test còn bảo hành thoải mái. Thoải mái cho anh em nha. Rồi, xong kết thúc mẫu Soruto Innova hàng G 2007. Anh em à, bản số đẹp 49E36060. Đây anh em, giá cực kỳ là hợp lý cho anh em, 200 triệu mẫu này. Họ báo giá luôn, được cái máy êm, máy móc cực kỳ là êm. Màn hình Android, cam hành trình full hết rồi. Nội thất đẹp sạch sẽ nè, chủ nhà đã lên toàn bộ hệ thống trần 5D mới tinh luôn. Anh em lấy mẫu đi về che nắng dưới 10, quá là tuyệt vời luôn. Được cái gia đình không có dịch vụ taxi, báo thẳng nha. Máy móc chạy qua thời gian có canh chỉnh nhẹ, đó là Trần Anh báo luôn. Sơn đẹp, nước sơn bóng loáng à. Nó xe không một tí tì vết luôn. Anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô. Sắp đến Tết rồi, giá xe chuẩn bị tăng rồi. Bây giờ anh em tranh thủ mua một cái mẫu xe về che nắng che mưa, chở gia đình đi chơi thôi. Gần đến Tết lúc đó bà con có đủ tiền mà con sẽ không mua được xe đâu. Lúc đó giá xe nó sẽ tăng lên từ 20 đến 30 triệu một chiếc. Chắc chắn là như thế anh em nha. Đó, phong giá Minova. Ở Trần Anh báo giá chi tiết rồi đó. Bên đây còn hơn một mẫu Chevrolet Cruze bản LTZ nè, máy 1.8, cảm biến dê phía sau đầy đủ tính năng nè, nước sơn very good, chủ nhà full đồ chơi chắc đó. Cho anh nghĩ chắc cũng phải cỡ tầm 30-40 triệu là có rồi anh em. Đây là Cruze số tự động, đăng kiểm 1 năm tháng 5 2024. Phía trước là chủ nhà đã lên full cụm đèn nè, led Audi, đẹp không bà con? Đó, kết hợp phía dưới là chúng ta sẽ có đèn bi, nội thất option đồ chơi ở trong full kính rồi. Giá cực kỳ là hợp lý cho anh em, 210 triệu, hợp lý chưa? Giá hợp lý, quá hợp lý luôn. Đây anh em, trang bị một cái màn hình nè, màn hình lớn cực kỳ, đồ chơi full kính rồi, sạch sẽ. Em này lấy về chạy thôi, máy móc bên Trần Anh bảo hành đầy đủ cho anh em, đồng thời hỗ trợ góp cho anh em luôn. Anh em đừng ngại nha, cứ bóc máy lên, alo cho Trần Anh, keo chỉ rin hết, không cấn không lỗi. Được cho anh em, được cái màu sơn đẹp, cái màu là màu ghi vàng anh em nha.
Đó, màu ghi vàng mà gốc Sài Gòn nữa nè. 01930. Đó, biểu tượng của Chevrolet Cruze. Em này đi đầm nặng xét, chạy đâu đó lên quanh cho anh em nằm tầm số tự động nằm tầm 9 lít quay đầu. 9 lít đến 8 lít quay đầu, 5 chỗ mà. Kết thúc mẫu Cruze, thêm một mẫu Genche đời 2007 giá nè. Giá bán luôn nè, chỉ có 105 triệu cho anh em. Genche đời 2007, nước sơn bên ngoài Trường Anh tắm qua nước sơn rồi. Riêng bên Trường Anh tắm sơn thì bà con có bác yên tâm, tắm tàn một chất sơn đẹp không? Tắm không một con xe cũng đã 7-8 triệu rồi. Anh chị đẹp không? Ghế chủ nhà lên full toàn bộ, hệ thống ghế 5D và dàn trần nè. Trần lên toàn bộ, hệ thống trần caro hết toàn bộ rồi. Sạch sẽ, máy nổ siêu êm luôn anh em. Đời này thì chạy qua 5 tháng chắc chắn phải có canh chỉnh, có làm máy rồi chứ sao mà rin. Làm máy nó với êm, không làm máy nó nổ to đùng ai nghe được. Được chưa? Đó là báo thẳng báo chuẩn đến tới tay người sử dụng rồi đó. Anh em nào quan tâm mẫu á, Genche 2007 giá quy bắp thì alo cho Trần Anh. 105 triệu cho anh em nhé. 51 Sài Gòn 68555. Trần Anh khép lại chương trình tại nơi này thôi. Đã báo giá tổng bãi với những mẫu xe còn lại bên Trần Anh rồi đó. Anh em nào quan tâm mẫu nào alo cho Trần Anh. Em see you and goodbye.